trên đường phố theo giờ đi kia lịch sự tao nhã cung điện triệu vô nhai mới mở miệng hỏi thăm sư phụ mai nhìn thấy cái gì tuân thiện ánh mắt hơi sâu tại ta trong trận pháp có ba người không bị ảnh hưởng ba cái triệu vô nhai nhớ mày thẩm an tại cung phù tôn không phải hai người sao từ đâu tới cái thứ ba cái thứ ba không phải nhục thân mà là nơi đây ở khắp mọi nơi thần niệm đã vượt ra không gian cùng thời gian giới hạn mặc dù bây giờ cũng không mạnh nhưng đợi một thời gian chỉ sợ cũng có thể tùy tiện phá ván cờ của ta Ba người này đều là trong trận pháp không xác định biến số, mà vi sư sở dĩ chọn rời đi là bởi vì thấy được một cái định số. Ánh mắt của hắn lấp lế, ngư khí cả ngưng trọng. Một cái để vi sư tất nhiên giết không được mộ dung thiên định số. Triệu vô nhai hơi kinh ngạc. Sư phụ đã là nửa bước chân tổ cảnh, dù là phù tôn cùng thẩm an tại bọn hắn không nhận lục hợp bát hoang trận ảnh hưởng, cũng chỉ có thể tính làm biến số. Mà có thể xưng là định số, nhất định là có thể về mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép chính mình sư phụ. Kia há không chính là chân tổ cảnh, đại an triều lại còn có chân tổ cảnh tồn tại. Triệu vô nhai kinh ngạc mở miệng, không, tuân thiện nhíu mày lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là nắm thật chặt áo tôi đi lên phía trước. Triệu vô nhai kinh ngạc đi theo, sư phụ cái này không chữ, là muốn nói cái gì? Triệu vô nhai lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mình cùng sư phụ chỉ là muốn ngăn cản một chút tai nạn phát sinh mà thôi, đã lực cản nhiều như thế, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Thiên mệnh cho phép, nhân lực khó sửa đổi, hết sức liền tốt. Nam quyết điện bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần vừa rồi kỳ thánh là muốn làm gì Tội như là giết người tô lưu ly đoan mộc khung bọn người con người hơi có lại nhìn về phía chính vỏ đầu một mặt mộng mộ dung thiên đông phương huynh vừa rồi phát sinh cái gì vì cái gì ta bỗng nhiên ra nhiều như vậy mồ hôi mộ dung thiên đưa tay xoa xoa trên trán lít nhà lít nhít mồ hôi dịn có chút không hiểu thấu đông phương thanh mộc ngồi tại trâu trên lưng nhìn hắn một cái mở miệng yếu ớt không có gì ngươi lại đi một đợt đại vận mà thôi đi đại vận mộ dung thiên kinh ngạc càng là trăm mối vẫn không có cách giải nếu như mới vừa rồi không có sai, Kỳ Thành muốn giết người hẳn là người, nhưng có lẽ là phụ tôn cùng người sư phụ để hắn không còn nắm chắc mười phần, cho nên lại rút lui. Nha, Mộ Dung Thiên nhẹ gật đầu, lờ đánh, nhìn hắn cái dạng này, Đông Phương Thanh Mộc nhịn không được mở miệng. Không phải, trong lòng ngươi liền không có một điểm cảm giác cấp bách sao, đây chính là nửa bước chân tổ cảnh kỳ thánh, ngươi không sợ chết à. Cái trước nhách miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh ảo trắng trung niên, mười phần kiêu ngạo mà mở miệng. Ta sư phụ vô địch thiên hạ, thế hệ trước sự tình giao cho hắn liền tốt cái gì ký thánh trả thánh ta mới không sợ đâu ngươi ngược lại là không tin không phổi đông phương thẳng thanh mộc nhếch miệng lười biếng ngáp một cái hai mắt đánh nhau vay lại buồn ngủ nhà ngươi tại kia ta đi nhà ngươi ngủ lấy một ngủ ngươi không phải là cho tới nay về sau vẫn tại đi ngủ sao còn khốn nữa ngươi biết cái gì tạo ra loại người này sinh ra chính là vì ngủ cái gọi là thần đầy không nghĩ ngủ tạo ra liền chưa hề không có thần đầy qua đương nhiên buồn ngủ đông phương thanh mộc nói hắn tọa hạ thanh ngừ cũng phì mũi ra một hơi dường như biểu thị phụ họa thật là một cái quái nhân mộ dung thiên nhất bên cạnh nói thầm con vừa là từ cửa sau dẫn hắn hướng mộ dung ra đi đến Thầm an tại nhìn xem hắn rời đi cau mày mặc dù không biết vì cái gì nhưng kỳ thánh khẳng định là để mắt tới mộ dung thiên hôm nay là có phụ tồn tại nhưng kẻ sau cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại nếu như kia kỳ thành có một ngày ngóc đầu trở lại liên phiền toái hệ thống anh hệ thống người ta hệ thống cho thêm lực người làm sao đến nơi này liền bắt đầu như xe bị tuột xích nữa nha thẩm an tại không khỏi trong lòng nhà ránh Mặc dù tại vừa tới thời điểm, hệ thống đưa cho mình rất nhiều trợ giúp, nhưng thời gian dần qua hắn bắt đầu phát hiện, bây giờ hệ thống có chút theo không kịp mình bộ pháp. Về tốc chủ, bổn hệ thống là vì bồi dưỡng đồ đệ mà sinh, từ nơi này khái niệm đi lên nói, bổn hệ thống rất vô địch, thẩm an tại xứng sơ, giống như, là như thế cái đạo lý tối. Nắn ngủi mấy năm thời gian, mộ dung thiên đã từ một cái bừa bãi vô danh thiếu niên trở thành bây giờ đại danh đỉnh đỉnh đại an kiếm tiên. Siêu Việt sớm liền dương danh kiều dương kiếm tiên truyền nhân ông thiên nhị, sơn hà thánh thể thác bạt phá nhà các loại rất nhiều yêu nghiệt. Mà tiêu cảnh tuyết cũng không kém, bây giờ vào nít bàn cảnh, càng là không được bao lâu liền có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư, độc thuật siêu quần. Duy nhất so với hai người hơi có vẻ không bằng, chính là lão Tam. Bất quá lão Tam nhập môn đã khuya, lại bị thể chất chỗ mệt mỏi, bây giờ cũng còn không cách nào đột phá đến càn khôn cảnh. Mới túc chủ chứa bản tâm, mau chóng đem ba vị đồ đệ thực lực tăng lên mới là giải quyết chi pháp. Theo hệ thống lại một lần nữa mở miệng, thẩm an tại trước đó sao động tâm dần dần an định xuống tới đúng vậy a à, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá mình trở nên cường đại tới đâu cũng không bằng các đồ đệ trở thành nơi đây cường giả số một nếu như mộ dung thiên cùng cảnh tuyết cũng đạt tới nửa bước chân tổ cảnh hắn lại sẽ sợ cái kia kỳ thánh thẩm an tại có chút thở dài hắn bỗng nhiên có một loại các đồ đệ càng ngày càng cường đại chính mình cái này làm sư phụ đã nhanh muốn giúp không được bọn hắn cảm giác bất lực nếu là ta có thể trực tiếp trở thành chân tổ cảnh thậm chí thánh cảnh liền tốt hắn tự mình lẩm bẩm nếu như mình thật có được cường đại như vậy tu vi đến bảo vệ mình các đồ đệ, cũng không còn như hôm nay như vậy, sẽ có cơ hội. Hệ thống thình linh hồi đáp, có cái giảm á, ngươi luôn nói để cho ta tăng lên thân hồn, hiện tại thân hồn của ta đã đủ để so sánh sung hư, ngươi ngược lại để ta đen tu vi chân chính cũng cho tăng lên à. Thẩm an tại nhà ránh, thân hồn mạnh có cái dám dùng á, à? không có tự thân tu vi gia trì, căn bản chính là hổ giấy. Hệ thống trầm mặc, không tiếp tục cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thẩm an tại lắc đầu. Theo kỳ thành đến về sau, nơi đây bầu không khí liền buồn bực không ít, đành phải như vậy kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, Tô Lưu Ly hỏi thăm một chút thiên nhạc tình huống. Thẩm An Tại cũng không có nói cho nàng lão tam đi nơi nào, chỉ làm cho nàng đừng lo lắng. Khoảng cách ước định thiên nhạc đi thần hóa sơn trang khiêu chiến nguyệt vô khuyết thời gian, còn có hai năm rưỡi dư, đến lúc đó nhất định sẽ mang theo hắn đi trước. Sau đó mấy ngày, các phương khách tới lần lượt cáo từ. Bình thiên triều bên kia chiến sự báo nguy từ khi mộ dung thiên đoạn lấy bốn vực võ thí vị trí thứ nhất về sau bình thiên triều liền cùng như bị điên tiến công lúc đầu ở vào trạng thái rằng có tình hình chiến đấu bắt đầu có nghiêng chi tướng bắc minh triều bị liên phá ba thành đại an triều cũng bị bình thiên triều thúc đẩy biên quan nghĩ đến là bọn hắn sợ lại kéo lên mấy năm đại an triều càng phát khí vận như hồng bình thiên triều chiến lược vốn là so bắc minh triều cùng đại an triều cường đại bây giờ tình hình chiến đấu báo nguy triều đình bên kia đành phải điều động các nơi tông môn đồng thời chiến đấu linh phù sơn cũng ở trong đó tiêu cảnh tuyết tiểu xuân chờ một đám đệ tử đều là chuẩn bị cùng đi chiến trường Sư muội nhất định phải cẩn thận à nếu là có nguy hiểm nhớ khi muốn chạy mộ dung thiên nhìn xem vân không ở giữa bỏ chạy rất nhiều người cao giọng la lên thẩm an tại gõ đầu hắn một chút đại quân phía trước người nói gì vậy sư phụ đệ tử không phải quan tâm sư muội sao cái này lại thế nào mộ dung thiên che lấy cái chán một mặt phiền muộn xuân Tiểu tử cảnh tuyết ngoại trừ là sư muội của ngươi nhưng vẫn là đại an quận chúa trấn nam vương trì nữ ngươi để nàng chạy Ngươi có biết đại chiến thời điểm quân tâm dao động sẽ tạo thành hậu của gì? Thẩm An tại liếc mắt nhìn hắn, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nha, nghe sư phụ giảng giải trong đó lợi hại quan hệ, Mộ Dung Thiên lúc này mới ý thức được mình đích thật nói sai. Được rồi, chúng ta cũng nên lên đường. Thẩm An tại hít sâu một hơi, Móng nhìn phương xa. Ông, Tuấn mã hí dài. Thẩm An tại phi thân dạng chân lưng ngựa, Mộ Dung Thiên cũng xe nhẹ đường quen trên mặt đất ngựa. Hai người một ngựa hóa thành trường hồng, hướng phía Trung Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay trong đại quân, Tiêu Cảnh Tuyết nhìn xem đi xa Trương Hồng, mắt lộ ra không bỏ. Cái này từ biệt, liền nên thời gian 10 năm. Có lẽ trở ra thời điểm, sư huynh đã thực sự trở thành một thiên hạ không hai kiếm tiên. Cử thể vô song, Linh Phủ Sơn Thanh Vân Phong. Trịnh Tam Sơn nhìn xem đi xa Trương Hồng, một người ngồi ở trong sân trầm mặc bất ngữ. Sư phụ, đệ tử đến đây chào từ biệt. Vô Chính Nguyên thanh âm chuyển đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Vô Chính Nguyên từ dược viên đường nhỏ mà đến quỳ trên mặt đất. Tốt, vi sư chờ ngươi trở về. Nhìn thoáng qua chồng rỗng dược viên, Vu Chính Nguyên mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là cắn răng quay đầu. Đều do thực lực mình không đủ, mới không cách nào phát huy sinh tử phù toàn bộ uy năng để sư phụ thiếu hồn phách. Lần này theo hai sư phụ ra ngoài du lịch, nhất định phải biến lợi hại hơn, đợi lần sau trở về liền có thể hoàn toàn chữa khỏi sư phụ. Gió xuân chậm chậm, nơi đây dược viên đã khôi phục như lúc ban đầu. Trịnh Tam Sơn một người ngồi, nhìn xem mây tụ mây tạnh xuất thần lâu vậy. Hắn cố gắng nghĩ hồi tưởng cái gì, lại cái gì cũng nhớ không nổi tới mặc dù hắn rất dụng tâm đi đóng vai một cái làm sư phụ nhân vật nhưng hắn phát hiện dù sao cũng kém hơn thứ gì điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút lo nghĩ cùng mê mang nếu như mình vẫn luôn nghĩ không ra nên làm cái gì sau đó lại là một tháng thời gian có tiêu cảnh tuyết chờ một đám linh phù sơn đệ tử gia nhập lại thêm thẩm an tại đàm nhiệm điện chủ lúc triệu đại lượng vũ khí linh đan bình thiên triều điên cùng thế công rốt cục bị ngăn tại đường biên bên ngoài nhưng mà đại an triều chặn bắc minh triều bên kia lại là không có thực lực như vậy một tháng thời gian lại bị cầm xuống một tòa thành trì thương binh mấy vạn tiêu cảnh tuyết mang theo linh phù sơn linh dựng đường đệ tử tại ổn định đại an thế cục về sau vừa không dừng vó lại chạy tới bắc minh triều vừa lúc gặp bình thiên triều độc công quân quận giang hà hiện ra lục quang mưa rào xối xả bị trận pháp lôi cuốn lấy đi ngược dòng nước dìm nước tam quân bình thiên triều không uổng phí một binh một tốt liên cầm xuống 16 vạn bắc minh triều đại quân dược vương cốc người căn bản là cứu không đến thẳng đến tiêu cảnh tuyết đuổi tới năng tử nhãn thần bí một bộ áo trắng nhiễm đen hắc tử vung tay áo phía dưới ngàn vạn khí độc đảo ngược được thu vào trong tay lại gảy ngón tay một cái ở giữa đám mây độc nổ tung danh danh mưa xuân lên miên đầy đất hoang vu lại lần nữa tỏ ra sự sống có cây nảy sinh chỉ là hạ một đêm mưa cái này 16 vạn chúng độc bắc minh quân tốt chính là toàn bộ khôi phục tinh lực càng hơn dị vãng như thế thân hồ kỳ kỹ dược đạo thủ đoạn khiến quân tâm đại trấn chỉ huy bắc thượng cho dù là bác thần huyền dịch lúc nghe một màn kia về sau cũng là cảm giác sâu sắc hổ thẹn nhiều năm trước tiểu nha đầu kia bây giờ dự đạo tạo nghệ đã vượt qua chính mình chỉ là kia phát tay chuyển hóa ngàn vạn đám mây độc hạ xuống linh dược chi vũ thủ đoạn mình liền kiên quyết là làm không được bất luận là từ tu vi bên trên xuất phát vẫn là từ dự đạo tạo nghệ đã nói tiêu cảnh tuyết là trừ nàng sư phụ bên ngoài hoàn toàn xứng đáng nam quyết vực dược đạo đệ nhất nhân về sau tiêu cảnh tuyết càng là không chút nào tàng tư đem một chút vốn nên là dự đạo bên trên bí mật bất truyền tự mình lấy hoàn thành sách truyền cho dược vương cốc phía trên kia dược đạo trì lý tại một thời gian đủ để dược vương cốc trình thể trình độ cất cao không chỉ một bậc tại to lớn chiến sự trước mặt nếu không có tuyệt đối cường giả xuất hiện y dược lương thảo chính là quyết định chiến cuộc nhân tố trọng yếu có thể nói là tiêu cảnh tuyết một người gia nhập để hai phe tình hình chiến đấu lại lần nữa tiến vào rằng co ở trong về phần cường giả chân chính ở giữa quyết chiến kia là sau cùng át chủ bài liền nhìn trận này loạn chiến ái chức tàn tác ai ngồi không yên bác tạo vực một trong trà lâu nghị luận nổi lên bốn phía nghe nói không bắc hải song Đao trước đó vài ngày tại dực thành xuất hiện có đúng không kê trình gia chẳng phải là xong những năm nay nhà bọn hắn độc tài đại quyền hãm hại bao nhiêu thế gia cửa nát nhà tan vậy cũng không nhất định trình gia thế nhưng là có một vị nửa bước niết bàn tọa trấn bắc hải song Đao nghe nói chỉ là hai cái trung tam cảnh võ giả nghĩ đến là không dám động thủ mấy ngày về sau trong trà lâu lại lần nữa kín người hết trộm càng có nói sách tiên sinh gióng dạc lại nói hôm đó đêm mưa nguyệt hắc phong cao bắc hải song đao hai người giết vào trình gia đại viện giơ tay chém xuống chính là hơn mười người đầu một nơi thân một nẻo lại khó liệu trình gia đã sớm chuẩn bị bày ra thất phẩm đại trận đao khách hai người giống như thú bị nhốt khó sinh máu me khắp người thuyết thư tiên sinh cố ý cất cao âm điệu nói gọi là một cái chập trùng liên tục lại cho thấy đến đao khách kia thứ nhất một thanh đào gỗ ra khỏi vỏ chỉ gặp đao quang trùng thiên sát khí như biển toàn bộ đại trận vỡ vụn chân ra san thành bình địa chỉ một đao kia lại không còn sống tốt trong trả lâu vỗ tay hoan hô bác đạo vực lúc đầu thừa hành lực lượng trí thượng có thủ tự báo diệt môn không hối hận cái này cũng liền đưa đến rất nhiều gia tộc thế lực y vào nhà mình thực lực mạnh mẽ tại vài chỗ hoành hành bá đạo mà theo chuyến giết ác tặng bắc hải song đào xuất hiện cảnh tượng này vậy mà bắt đầu thời gian dần qua thu liễm không ít trung hạ lưu gia tộc thế lực đều sợ bị tìm tới cửa dù sao song đao tới cửa chính là đổi tận giết tuyệt ngắn ngủi thời gian mấy tháng chết trong tay bọn hắn người đã nhiều đến hơn ba ngàn số cũng không biết là người phương nào dạy đao pháp tàn nhẫn hung thần sát ý ngập trời hay lần này tới lần khác chính là như thế hung ác chi đao lại chuyên giết ác nhân đáng tiếc song đao trải qua trận này trọng thương sắp chết bây giờ đã không biết tung tích thuyết thư tiên sinh tiếng nói nhất chuyện có chút tiếc nuối đông đảo các thính giả cũng là nhao nhao thở dài chỉ mong nhìn kia bác hải song đao có thể bình an vô sự lại lần nữa xuất hiện hành hiệp trưởng nghĩa chuyến giết ác tặc mà bác Tạo vực những cái kia làm sang làm bậy thế ra phát giác được bác hải song đao càng ngày càng mạnh nhao nhao bắt đầu ngồi không yên càng là có người âm thầm mời cường đại tán tu tọa chấn nhà mình hoặc là ban bố lệnh truy sát ngàn vạn kim chỉ vì lấy hai viên đầu người cầu cái an tâm nào đó trình một núi động bên trong thiên nhạc máu mê khắp người lại mặt không đổi sắc quanh thân càn khôn chi khí lưu chuyển thỉnh thoảng thần trung mộ cổ thanh âm từ hắn thể nội vang lên chiến đấu thụ thương chính là binh người dưỡng thành chi đạo hắn cần đem mình rèn luyện mạnh hơn cường đại đến trở thành giữa thiên địa cường đại nhất binh khí đại sư huynh đã thành đại an đệ nhất kiếm tiên sư tỷ dựng đạo chi danh cũng truyền khắp thiên hạ ta cũng phải đuổi bên trên bọn hắn mới là thiên nhạc đè ép, ép ép mũ rộng vành ánh mắt lạnh lùng hưởng phía trước binh nhân chi đạo đã tiểu thành tiếp xuống cũng nên bắt đầu khiêu chiến thiên hạ linh khí trương đại ca đi hắn lạnh giọng mở miệng bên cạnh cao lớn thanh niên giữ im lặng đi theo hậu phương một người một khôi tan biến tại màn đêm phía dưới trung châu thiên huyền điện xem ra các người đã chuẩn bị xong thiên huyền điện chủ dưới mặt nạ hai mắt đánh giá phía dưới hai người vâng thẩm an tại gật đầu hành lễ hậu phương mộ dung thiên hết nhìn đông tới nhìn tây lần đầu tiên tới trong thiên hạ cường đại nhất lớn nhất hy vọng thiên huyền điện bên trong hắn lộ ra đa số yếu kỳ thời gian 10 năm người cái này đổ nhi thiên phú không hề tầm thường bản tọa rất chờ mong hắn 10 năm sau sẽ trưởng thành đến mức nào thiên huyền điện chủ ánh mắt lấp lóe khi mắt nhìn thoáng qua thẩm an tại sau lưng thanh niên mặc áo đen ta cũng rất chờ mong thẩm an tại đồng dạng có chút liếc qua sau lưng đi thôi hai người các người theo bản tọa tới thiên huyền điện chủ nói quay người liền bước vào bọc họ một chỗ thông đạo ta cũng cùng đi thẩm an tại sửng sốt một chút mê mơ ngươi chẳng lẽ không muốn gặp biết một chút thiên huyền trong đến cùng có cái gì này thiên đạo bia lại là vật gì sao cái trước nghe vậy chậm rãi gật đầu hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn kiến thức một chút cái kia chỉ có thanh tổ có thể tiếp cận để năm vị ngoại giới người liều chết đến đây cướp bạc thiên đạo bi rốt cuộc là thứ gì ba người cùng nhau đi vào ám đạo không bao lâu liền bước vào một chỗ đường hầm hư không bốn phía quang mang biến ao ở giữa phảng phất trồng chất không gian sư phụ đầu ta đau mộ dung thiên tại xuyên toa không gian thông đạo thời điểm không khỏi đưa tay bắt lấy thẩm an tại góc áo trao mày để ngươi bình thường luyện kiếm luyện thể không luyện thân hồn đáng đời thẩm an tại vừa mắng một bên lấy ra mấy cái bát phẩm dưỡng thần đá nét vào trong miệng hắn ăn đan dược về sau mộ dung thiên mới cảm thấy thức hải thanh minh không ít kéo lớn cổ nhìn trái phải đây chính là đường hầm hư không sao muốn tới cảnh giới gì mới có thể có được phá vỡ hư không năng lực sung hư cảnh sung hư cảnh chỉ có thể làm được ngắn mùi độn hư mà đi muốn mở trống chất ra một phương đường hầm hư không cần đối không gian chi đạo có cực sâu lĩnh ngộ thẩm an tại mở miệng giải thích Tí như phù tôn độn hư phù một phù gia có thể tại hư không tùy tiện nào dù khắp nơi có thể đi Mộ Dung Thiên sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau chớp mắt mở miệng. Vậy nếu là ta lĩnh ngộ đường hầm hư không, có phải hay không cũng có thể mở một con đường từ Thanh Vân Phong đi thẳng đến Linh Cảnh. Nói, gia hoàn này còn mắt lộ vẻ hưng phấn. Dạng này về sau bách lý tiền bồi muốn ăn thổ, chẳng phải là không cần đuổi xa như vậy đường. Thẩm An tại khóe miệng giật một cái. Nếu không phải Thiên Huyền Điện chủ đang ở trước mắt, hắn rất muốn gõ tiểu tử này một cái đầu băng. Mở không gian thông đạo có dễ dàng như vậy sao? Nhà ai mở cái không gian thông đạo chỉ là vì thông cửa à? Đến, ngay tại thẩm an tại đối tiểu tử ngốc này não mạch kín im lặng lúc thanh âm nhàn nhạt truyền đến dương mắt nhìn lên đường hầm hư không đã tới cuối cùng một mảnh sáng ngời xương trắng mông lung nơi này chính là thiên huyền giếng nơi ở thẩm an tại bốn phía giò xét mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mặc dù nơi đây chỉ có xương trắng mê mang nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại lại là làm hắn vị này trời sinh phế thể đều có chỗ cảm giác chỉ là thân ở nơi đây hắn vậy mà cảm giác kinh mạch có chút dao động phẳng phất có vài thứ muốn từ ngoại giới tràn vào đan điền của hắn đồng dạng là linh khí đã nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc cảm nhận được linh khí sắp nhập thể là tư vị gì Oa, wow, sư phụ nơi này thật là lợi hại mộ dung thiên cũng là hít sâu một hơi cảm thấy chấn kinh không riêng gì linh khí hắn càng là ở chỗ này cảm nhận được vô số đại đạo chi ý làm hắn kiếm tâm hưng phấn không thôi nơi đây đại đạo nồng đậm chi lực do nhà mình sư phụ đã phủ càng mạnh nơi này chính là thiên huyền trong giếng bộ từ hôm nay người đồ nhi nhưng tại này nghỉ ngơi thời gian 10 năm tương lai có thể đạt tới cái tình trạng gì liền đều xem hắn tạo hóa Thiên huyền điện chủ quay đầu nói, còn mắt lộ ý vị thâm trường chi ý. Bực này có duyên, trong thiên hạ người đồ nhi vẫn là phần độc nhất. Phần độc nhất, thẩm an tại hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì, chẳng lẽ mộ dung thiên là cái thứ nhất tiến vào nơi đây tu luyện sao? Nhưng người suy nghĩ, người cái này đại đệ tử là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất có thể đi vào nơi đây tu luyện mười năm người. Vì cái gì? Hắn có chút không hiểu. Thiên huyền điện chủ nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi mở miệng bởi vì nơi đây chi lực có hạn bản tạ chỉ có thể để nó tác dụng tối đại hóa bồi dưỡng được vị kế tiếp chân tổ cảm mộ nơi đây thiên đạo chi lực để mà đối kháng yêu hoàng thẩm an tại nhướng mày điện chủ có ý tứ là muốn cho đồ nhi này của ta đi cùng yêu hoàng chống lại vâng bản tạ tư chất có hạn đến cái này thứ chín cảnh đã là mản lộ mà năm qua đều không có đi tới nếu như năm người kia một trong yêu hoàng thật muốn ngóc đầu trở lại bản tạ không còn chút sức lực nào cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phía sau người thiên huyền điện chủ ung dung mở miệng lời nói thầm thía để ngươi đệ tử trước chính là ở đây tu luyện ngươi mà theo bản tọa tới rất lời hắn một người cất bước hướng về mênh mông xương trắng chỗ sâu mà đi thẩm an tại dặn dò mộ dung thiên hào hảo tu luyện về sau cũng đi theo mà càng là đi vào bên trong hắn càng là cảm thấy tu vi bên trên sao động cảm giác càng phát ra mãnh liệt muốn đột phá hệ thống hệ thống ta bây giờ có thể không thể đột phá vừa đi hắn một bên trong đầu hỏi thăm Mặc dù rất khát vọng như phù tôn, tuân thiện bọn hắn đồng dạng có được tu vi chân chính bằng thân mà không phải hổ giấy đồng dạng. Nhưng hệ thống của châu cố kỵ, hắn vẫn là đến cân nhắc một ít. Nhưng mà lần này, vô luận hắn làm sao trong đầu kêu gọi, hệ thống đều không có cho đáp lại. Thế nào đây là, hệ thống người chết máy. Thẩm an tại trao mày, hệ thống từ đầu đến cuối không có đáp lại, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống đột phá dục vọng, tiếp tục đi lên phía trước. Một đường hướng phía trước, thời gian dần trôi qua, nơi đây xương trắng mờ nhạt không ít nhưng linh khí lại không giảm trái lại còn tăng phía trước một tòa bia đá cao chừng nửa người đứng sừng sững thấy không rõ lắm là làm bằng vật liệu gì tạo thành phía trên có vô số hư ảo văn tự du tẩu xen lẫn biến ảo khó lường khi thấy tấm bia đá này thời điểm thẩm an tại con người hơi còn lại thật là nồng nặc bản nguyên chi lực so với mình dĩ vãng tất cả cảm nhận được đều muốn nồng đậm bao quát vu chính nguyên thi triển sinh tử phù phản phát tất cả lực lượng căn nguyên đều đến từ khối đá này bia thiên huyền điện chủ xa xa dừng bước hai tay thả lỏng phía sau ánh mắt thâm trầm cái này chính là kia ngoại giới người chỗ mơ ước đồ vật thiên đạo chi bia thẩm an tại nội tâm chấn động hô hấp dồn dập trong thoáng chốc hắn gặp được một người người kia thân mang áo trắng bóng nâng tuyệt thế liền đứng tại này thiên đạo chi bia trước siêu nhiên chi khí làm cho người nhìn mà sợ hãi thán phục lại bình tĩnh lại đến cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa thẩm an tại trao mày nhìn chằm chằm thiên đạo bi trái bên trên một góc nơi đó có một khối không trọn vẹn thần sắc hắn kinh ngạc tràn đầy chân kinh này thiên đạo chi bia lại là không trọn vẹn có thể tuy tiện trấn sát cửu cảnh phía trên đồ vật vậy mà thiếu một góc ngươi thấy được thiên huyền điện chủ thoáng nhìn trong mắt của hắn trấn kinh chậm rãi mở miệng chính là bởi vì cái này thiên đạo bi thiếu một góc cho nên bây giờ uy năng kém xa lúc trước nếu không chỉ là đứng ở chỗ này hai người chúng ta cũng đã bị trấn sát thẩm an tại trao mày như thế thiên địa chi khí vì sao thiếu thốn có người bẻ gãy theo thiên huyền điện chủ thanh âm nhàn nhạt rơi xuống thẩm an tại càng là có chút há mồm tách ra bẻ gãy ai có lợi hại như vậy vậy mà có thể bẻ gãy thiên đạo bi một góc kết hợp lúc trước đối phương nói tới duy nhất tiếp xúc qua thiên đạo bi người thẩm an tại ánh mắt hơi sâu là thanh tổ thiên huyền điện chủ chậm rãi gật đầu không sai chính là hắn nói trong mắt của hắn vậy mà lộ ra mấy phần hận ý cùng tức giận nếu không phải hắn bẻ gãy thiên đạo bi một góc kia năm nơi cấm địa cũng sẽ của quyết sẽ không tồn tại lâu như thế sớm đã bị thiên đạo bi cho đánh tan hắn bản thân tu dục hại thiên huyền đại lục còn phải lại lâm kiếp khó đến lúc đó hắn là sinh linh đổ thán cái này vì cái gì thẩm an tại cau mày chuyện năm đó có phức tạp như vậy thanh tổ cũng là thiên huyền đại lục người vì sao muốn tách ra đi thiên đạo bi một góc hư từ tâm quấy phá thôi bản tọa trước đó đã nói với ngươi hắn truy tìm cửu cảnh phí trên lực lượng nghi tiến về linh khư đi ngoại dưới tìm kiếm mạnh hơn đường nhưng linh khư chi lực không phải là hắn có thể địch nổi cho nên hắn liền thừa dịp bản tọa cùng long nhất không chú ý chọn bi thiên đạo bi một góc nói trong mắt của hắn tức giận càng sâu Cùng thiên đạo bi lựa chọn hắn, kết quả hắn lại làm ra như thế thiên nhân cộng phẫn sự tình. Cho nên còn lại kia một góc thiên đạo bi, tại linh khư bên trong, thẩm an tại hỏi thăm. Không biết, nhưng khẳng định còn tại trời huyền giới bên trong, bản tạ cái này ngàn năm qua, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm vật này, lại cuối cùng không có tin tức gì. Thiên huyền điện chủ lắc đầu, ngữ khí thâm trầm. Nếu có thể đem thiên đạo bi bổ đủ, dù cho là kia cái gì yêu hoàng, sao lại dám như thế làm can? Thẩm an tại trầm mặc bất ngữ, trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy người nghe nhiều chuyện đến thanh tổ không phải loại người như vậy sao có thể có thể vì bản thân tư dục vứt bỏ thiên huyền giềng an nguy tại không để ý trong đó khẳng định càng có ân tình người tuy có co duyên thân hồn có thể so với sung hư nhưng nhục thân yếu đuối thiên huyền điện chủ hít sâu một hơi nhìn về phía bên cạnh ánh mắt lấp lóe có muốn hay không chân chính đen tu vi tăng lên thẩm an tại sững sờ sau đó nhíu mày điện chủ có ý tứ là đi thôi thiên đạo bi bên trong ẩn chứa thiên địa chi lực ngươi thần hồn đủ cường đại, có thể tiếp nhận như vậy vĩ lực, tăng cao tu vi không là vấn đề. Mười năm này thời gian, ngươi cũng có thể lưu ở nơi đây cùng ngươi đồ đệ cùng một chỗ tu luyện. Thiên huyền điện chủ nói xong, chăm chú nhìn hắn, dường như đang chờ đợi đáp án của hắn. Cái này, thẩm an tại mắt lộ ra do dự, trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước tuấn thiện đến đây một màn. Nếu như mình cũng có được tu vi chân chính, có lẽ liền không cần như hôm đó bất lực, nếu như mình có thể tại thiên địa chi lực hạ trở thành chân tổ cảnh. Tâm hản động, như thế nào? thẩm an tại hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu vẫn là thôi đi thẩm mỗ chỉ muốn làm cái nhàn vân dã hạc tu vi cao phiền phức cũng liền nhiều ngươi đang nói trái lương tâm nói thiên huyền điện chủ nhìn chăm chằm hắn ánh mắt thâm thúy phẳng phất sen thấu hết thảy ngươi chỉ có đoán thể tu vi chẳng lẽ liền không sợ tương lai một ngày kia các đồ đệ của ngươi phát hiện ngươi cho tới nay đều tại lừa gạt bọn hắn bọn hắn hiện tại tôn kính ngươi là cho là ngươi là chân chính cường giả nhưng thần hồn chi lực không phải là vĩnh hằng không có tu vi cường đại gia trì như bị đánh tan coi như cái gì cũng bị mất thẩm an tại ánh mắt chớp lên sau đó cười một tiếng điện chủ sai mê mơ thẩm mẫu chưa từng có dầu giếm được bọn hắn ta sớm nói với bọn hắn qua thẩm mẫu chỉ là đoán thể cảnh tương lai như thật sự có một ngày như vậy vậy cũng bất quá là trở lại ban sơ thời điểm thôi huống hồ thẩm an tại nhìn xem hắn thoải mái cười nói Ta mày cái kia đồ đệ cái gì phẩm tính ta rõ ràng, coi như ta thành phế nhân một cái, tôn kính của bọn họ cũng sẽ không thiếu mảy may. Ngươi cứ như vậy tin tưởng vững chắc. Thiên Huyền Điện chủ ánh mắt hơi sâu, Thẩm An tại gật đầu, không chút do so dự, nhưng bản tọa nhìn ngươi kia đại đồ đệ, tâm ma tiềm ẩn, nếu là tương lai mất bản tâm, vì truy tìm lực lượng mà đi đến Lâm Thành con đường, ta nhìn hắn chưa chắc sẽ tôn kính ngươi. Thẩm An tại chỉ là cười cười, không nói gì. Tâm ma, kia tiểu tử ngốc vì sao lại có tâm ma, mình thế nhưng là rất rõ ràng cho nên lúc đó vì ổn định hắn mới nói ra mình vô địch thiên hạ để hắn không cần phải lo lắng nói ai cũng có thể sẽ biến duy chỉ có tiểu tử này sẽ không dù sao lúc trước mình không có dạy hắn bất kỳ vật gì thời điểm hắn cũng tại thanh vân phong chịu mệt nhọc chiều cố nguyên chủ hai năm không có chút nào bất kính chi ý đây cũng là mình vì cái gì cho tới nay đối mộ dung thiên quan tâm muốn so đối cảnh tuyết cùng lão tam nhiều nhiều như vậy nguyên nhân thôi tùy ngươi thiên huyền điện chủ lắc đầu thân hình dần dần hư ảo phải chăng muốn tiếp xúc thiên đạo bi, ngươi lại lưu ở nơi đây suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi như muốn đi ra ngoài, tự sinh suy nghĩ liền có thể. Nói xong hắn liền biến mất, thẩm an tại một gia người lưu ở nơi đây, nhìn phía xa đứng sừng sững bi văn lặng im. Lâm thanh, hệ thống, thiên đạo bi một góc, trong lòng của hắn tự lầm bẩm mắt lộ ra suy tư. Hệ thống vì cái gì không để cho mình đột phá, khẳng định là có lo lắng, mà vì cái gì vừa tiến vào nơi đây liền mai danh ẩn tích, thẩm an tại hoài nghi cùng trước mắt thiên đạo bi có quan hệ. Về phần lâm thanh, hắn nhíu mày nhớ tới thân đồ nhà bức họa kia quyển vẽ lên người áo trắng cùng mình giống nhau đến mấy phần chẳng lẽ mình cỗ thân thể này nguyên chủ cùng lâm thanh có huyết thống bên trên quan hệ hay sao cũng không nên nếu quả như thật có huyết thống bên trên quan hệ bằng thiên huyền điện chủ quyền lực hẳn là có thể tùy tiện tra được mới là hệ thống ngươi nếu không nói ta đã đột phá ta thật đột phá thẩm an tại lại thăm dò vài câu nhưng mà hệ thống vẫn là không có mảy may thanh âm chuyển đến điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định tuyệt đối là bởi vì thiên đạo bi tồn tại mới khiến cho hệ thống ẩn giấu đi thiên đạo bi còn lại kia một góc sẽ bị thanh tổ đưa đến đi đâu đâu hắn sờ lên cái cằm lâm vào suy tư ở trong ông ừ, phía trước thiên đạo bi run nhè nhẹ huyền quang tràn lan dường như đang kêu gọi lấy cái gì thẩm an tại nhớ mày có loại muốn đi quá khứ chạm đến ý nghĩ hắn tối tăm ở trong có cảm giác chỉ cần mình tiến đến đụng vào nhất định có thể có được tu vi chân chính trở thành tuyệt thế cường giả chân chính nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được Cuối cùng nhìn thoáng qua thiên đạo bi về sau, hắn quay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, thiên đạo bi quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần, không còn run rẩy. Xương trắng mênh mông ở giữa, mộ dung thiên còn tại tả hữu tán loạn như cái hâu tử. Người làm gì chứ? Bi áp thanh âm truyền đến, hắn ngưng chân vào đầu, xấu hổ cười nói. Sư phụ, ta cảm giác nơi này thật kỳ quài, không có cái gì đợi ở chỗ này liền giống bị giam lại. Đệ tử muốn tìm tìm có hay không đường khác. Cấm đoán, thầm an tại sững sờ, sau đó chân mày cau lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một và sức, đó chính là thiên đạo bi bên trong bản nguyên chi lực cường đại như thế lại nồng đậm vì sao thiên huyền đại lục bên trong lại không người có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực cho dù là vu chính nguyên cũng là kinh lịch cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng ngộ đến một tia nơi này tựa như là một cái cự đại ngục giam đến tất cả bản nguyên chi lực cầm tù không có chút nào lộ ra ngoài thiên huyền đại lục qua nhiều năm như vậy đều không có cái mới chân tổ cảnh sinh ra ngoại trừ yêu thần giáo tại sân giết thiên kiêu bên ngoài có phải hay không cũng cùng này có quan hệ thẩm an tại suy tư muốn tìm thiên huyền điện chủ hỏi thăm cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này có lẽ là bởi vì sợ ngoại dưới người tìm tới cho nên thiên đạo bi mới tồn tại ở cái này một mảnh phong bế không gian bên trong dù sao yêu hoàng còn chưa có chết bây giờ yêu thần giáo còn tại tứ ngược sư phụ ta thật muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mười năm sao mộ dung thiên nhìn xem bốn phía nhớ mày mở miệng làm sao vậy ngươi không muốn đợi thẩm an tại nhìn xem hắn cái trước cúi đầu có chút do dự nói có thể tăng thực lực lên cố nhiên là tốt nhưng mười năm này ta có phải hay không đều không gặp được ngài cùng sư muội thẩm an tại nhịn không được cười lên tiểu tử ngốc đối với võ giả tới nói mười năm rất nhanh một cái chớp mắt liền đi qua bây giờ người đã là niết bàn tôn giả thọ đạt 500 năm cái này khu khu 10 năm lại tính là cái gì cái chiếc trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới mở miệng nhưng cha ta năm nay 50, năm 10 mười, mười năm đối với hắn một cái hạ tam cảnh võ giả tới nói rất dài thẩm an tại sững sờ ánh mắt trở nên ôn hòa mấy phần nhẹ nhàng gõ một cái thanh niên cái chán Yên tâm đi, chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ cho phụ thân ngươi luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ đan dược, ngươi không cần phải lo lắng những này, và xếp ngươi cần chỉ là hào hảo đợi ở chỗ này tu luyện. Mặc dù nhà mình sư phụ nói như vậy, nhưng mộ dung thiên vẫn còn có chút không quan tâm. Thẩm an tại nhìn hắn cái bộ dáng này, không khỏi nhíu mày. Cơ hội này thế nhưng là ngươi thật vất vả có được, ngươi không phải muốn nhất mạnh lên sao, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ còn nghĩ từ bỏ rồi, không? ta sẽ không bỏ rơi. Mộ Dung Thiên vội lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vò đầu cười ngây ngô, có chút không tốt làm ý tứ mở miệng. Chính là, về sau 10 năm An không được ngũ linh ác cùng Bạch Ngọc Trư, Thẩm An tại nhất thời kinh ngạc, sau đó cười mắng liên tục. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi chính là thể man đi. Hắc hắc, được rồi, vừa vặn lần trước thăng nhiệm biện chủ thời điểm, Bắc Hải Thiết Đường đưa tới không ít cao dài yêu thú thi thể, vốn là một lưu cho lão tam đương đoàn khí tài liệu, hiện tại tiện nghi ngươi thẩm an tại một bên bất đắc dĩ lắc đầu một bên vung tay áo lớn như vậy trong không gian lập tức xuất hiện mấy đầu to lớn yêu thú thi thể có sau lưng mọc lên thiết giáp lang hổ có toàn thân bích thanh thủy dao cũng có nhìn qua liền khiến người nhịn không được đỡ lửa cầm đao hắc chư ờ à, sư phụ nhiều như vậy đệ tử ăn đến xong sao ăn không hết từ từ ăn thời gian 10 năm đủ ngươi ăn thẩm an tại vung tay áo mộ dung thiên phía sau thiên thanh kiểm ra khỏi vỏ mấy hơi thở liền đem trước mắt mấy cỗ khổng lồ yêu thú thi thể giải phấu Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Mộ Dung Thiên Tay năng lấy một con so với hắn người còn lớn hơn chăn heo gặm, kim hoàng xốp giòn, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Mô, sư phụ, thật là thơm mà, so bạch ngọc chưa còn hương. Thẩm An tại hai tay thả lỏng phía sau, lặng lặng nhìn xem hàn cái này lăng thôn hổ ít bộ dáng, mỉm cười. Những ngày tiếp theo một mình ngươi trong này, nhờ lấy không muốn phập phồng không yên, hết thầy cầu ổn, ngươi kiếm đạo đã thành, bây giờ kém bất quá là tu vi, niết bản sung hư, nặng tại thân hồn, cái gọi là hồn già. Thưa dịp mộ dung thiên đang ăn đồ vật, thẩm an tại cũng mở miệng nói với hắn lên tiếp xuống tu luyện thiên về điểm cùng chú ý hạng mục. Miễn cho đến lúc đó mình không tại, một mình hắn hồ loạn mạc tác, trì hoãn thời gian. Nghe bên tai nói rông dài, mộ dung thiên lẩm bẩm Sư phụ, ta cũng không phải tiểu hải tử, ngươi nói những sách kia bên trên cũng đều có ghi. Bang, thanh thúy đầu băng vang lên, thẩm an tại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Vì sư ngươi bây giờ cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, canh cứng cát rồi đúng không? Ngươi phải biết bên ngoài bây giờ nhiều ít người chui phá đầu muốn nhập ta Thanh Vân Phong, cầu vi sư chỉ đạo đâu, ngươi ngược lại tốt, còn không vui nghe. Hắc hắc, nghe, sư phụ nói đều nghe. Mộ Dung Thiên ngu mơ cười một tiếng, tiếp tục ăn lấy thịt nướng. Thẩm An tại bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiếp xung chú ý hạng mục tỉ mỉ địa cáo chi cho hắn, đồng thời ném cho hắn một bản mình trước kia chuẩn bị xong sổ. Liên quan tới cửu chuyển tàng long biến đằng sau nên như thế nào tu luyện, còn có điều cần dùng đến dược dịch vi sư đều chuẩn bị cho người tốt mười năm về sau ngươi nếu là không có cái gì tiến bộ nhìn vi sư rút không quất ngươi liền xong rồi nghe nói như thế mộ dung thiên rụt cổ một cái sư phụ cay gậy kia nhưng cực kỳ lợi hại hút nhục thân không thương nhưng đầu cùng tiếng sấm đồng dạng được rồi người cũng không kiên nhẫn nghe vi sư nói rông dài liền không nói thẩm an tại đứng người lên thở dài ra một hơi nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen đồ nhi vi sư đi trước mười năm về sau lại đến tiếp ngươi thoại âm rơi xuống hắn mỉm cười thân hình biến mất sư phụ mộ dung thiên thần sắc liền giật mình thất thần nhìn trước mắt xương trắng mênh mông vắng vẻ không gian qua nhiều năm như vậy đây xem như lần thứ nhất muốn cùng sư phụ thời gian dài phân biệt á bỗng nhiên ở giữa hắn lại có mấy phần không quen đã sớm nghe quen sư phụ bên tai cái khác lại nhải vừa nghĩ tới về sau thời gian 10 năm không có nghe cũng sẽ không chịu huấn hắn còn có chút không bỏ đâu thực lực mau mau tăng thực lực lên về sau liền đến phiên ta bảo vệ sư phụ sư muội bọn hắn chỉ là ngắn mùi thất thần về sau mộ dung thiên cấp tóc điều chỉnh trạng thái nắm chặt nắm đấm đầy mắt y chỉ chiến đấu sục sôi ngoại giới thiên huyền điện nhìn xem vẫn như cũ là đoán thể tu vi đi ra thẩm an tại thiên huyền điện chủ dưới mặt nạ nhiều mày ngươi ngược lại thật sự là là cái quái nhân điện chủ có gì nói ra lời ấy qua nhiều năm như vậy bản tọa gặp nhiều vô số người bởi vì muốn thu hoạch được thực lực cường đại mà không từ thủ đoạn ngươi ngược lại tốt rõ ràng cơ duyên to lớn bày ở trước mắt lại vẫn cứ làm như không thấy thiên huyền điện chủ nhìn xem hẳn ánh mắt lấp lế thẩm an tại mỉm cười cũng không giải thích cái gì kỳ thật hắn lại làm sao không muốn có được thực lực cường đại đâu chỉ là trong lòng của châu cố kỵ thôi Đa ta điện chủ cho mộ dung thiên ban thường như thế cơ duyên mười năm về sau ta lại đến đón hắn trở về hắn chắp tay chào từ biệt thiên huyền điện chủ nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời đưa mắt nhìn hắn rời đi thẳng đến rời đi về sau hắn mới ánh mắt dần dần trầm xuống châu bóng tối khăn khan lão giả thanh âm vang lên xen ra gia hòa này trên thân cất dấu bí mật cùng thiên đạo bi có không thể chia cắt quan hệ yêu hoàng đã kìm nén không được muốn diệt trừ yêu hoàng chỉ có thể nhìn hắn thiên huyền điện thần sắc khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng thời gian còn rất dài trận này hơn nghìn năm kiếp nạn xâm nghênh đón kết cục cái khác ba người hạ lạc mới có đầu mối chưa rồi thanh âm khàn khán lại một lần nữa vang lên hỏi thăm cần gì đi tìm cho bọn hắn chủ động hiện thân chính là hoàng vu yêu hoàng đều kiềm chế không được bọn hắn lại còn có thể nhịn được bao lâu cái trước vẫn lạnh nhạt như cũ thâm thúy đôi mắt không một gợn sóng phẳng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Lần này, bản tọa tất nhiên có thể bắt lấy trời huyền giới cơ duyên, có bản tọa tại, trời huyền giới đem cũng không tiếp tục là trong miệng các ngươi chỉ là hạ giới. Ngay cả Lâm Thanh đều không làm được, chỉ bằng ngươi cái này ra về đạo mạo gia hòa cũng nghĩ. Ha 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 <laughs> ha, khan khan mang theo chảo phúng tiếng cười to vang lên, sau đó dần dần biến mất.